Em xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lên tiếp cho các bác những video về lan rừng Lai Châu nhá. Đấy. Đầu tiên em lên cho các bác một cái giỏ, một cái mật ong này. Đấy. Mật ong khói nhá các bác này. Đây là một ong khói nhá. Ong khói này thì ở rừng. Đấy. Ong khói này ong tự nhiên nên ong này không nuôi được các bác nhá. Đấy, đây này, mật này rất là đẹp luôn. Cả xô này là 14 cân nhá các bác này, 14 cân. Em chia sẻ cho các bác, nếu bác nào mua 1 cân mà mua theo sát thì em theo sát thế này này, em bán cho các bác 1 cân 250 nhá. 1 cân 250. Còn nếu bác nào mà mua mật lít thì em sẽ bán 1 lít là 400 cho các bác nhá. 400 cho các bác này. Đấy. Đây mật khói, mà ong khói này thì nó là mật tự nhiên nên là không nuôi được các bác nhá. Mà pha thì không pha được các bác nhá. Cái mật này thì nó không đạt như mật ong đá nên không bao giờ pha được cái mật này. Pha thì mình biết ngay các bác ạ. Chúng em ở rừng nên biết những cái dòng này không pha được, và đây không phải là mật nuôi. Ong này không nuôi được các bác nhá. Mà ong khói này bác nào mua theo 1 cân theo sát này, em bán theo cân là 1 cân 250 nhá. Còn nếu là bán theo lít thì em bán 1 lít 400. Các bác nào thủy chí mua về ăn hay là mua về ngâm thì các bác có thể liên lạc cho em nha, rồi em sẽ bán cho các bác. Và em lên tiếp cho các bác những dòng lan này. Trên tay em là một cái giò lan ngọc thạch ba màu nha. Ngọc thạch ba màu. Đang đến mùa này, đang sưng rất là nhiều nụ, chuẩn bị nở hoa này. Đây các bác ạ. Rất là đẹp luôn, những thân hoa này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 thân hoa nha các bác nha. 10 thân hoa, và hoa nó như thế này, nở ra rất là đẹp luôn. Cái dòng này thì ngọc thạch này hoa nó rất là đẹp nha các bác nha. Và có những thân tơ này rất là dài rồi các bác ạ. Thân tơ này rất là dài rồi. Các bác mua về chơi là cái giò này năm sau nó có sẽ nở hoa đẹp hơn nữa. Các bác mua về các bác vẫn được chơi hoa nha. Một số thân thì các bác sẽ không được chơi nữa. Như thân này thì chuẩn bị nở rồi nên các bác gửi về cho các bác thì em không đảm bảo cho các bác là sẽ được chơi hoa. Và như thân này. Đấy, còn như thân này các bác sẽ được chơi hoa nha. Hoa còn bé nên các bác sẽ được chơi hoa. Cái giò như thế này, ngọc thạch 3 màu, em chia sẻ các bác là 200.000 cho hình số 22 nha. Ngọc thạch 3 màu nha. Đây em lên cho các bác này. Đây, lên cho các bác này. Các bác thấy đẹp chưa? Cái giò này, bé bé. Bé, cái to cũng có nha các bác nha. Cái to này, đẻ một con này. Cái này đẻ một con này. Cái to này, rất là xanh và rất là đẹp luôn. Cái giò này là cận báo nha các bác nha. Một cái giò cận báo, hay gọi là da báo này. Cái hoa của nó như cái da báo, ra gọi là da báo nha. Hoa của nó còn chưa tàn các bác nha. Hoa của nó vẫn đẹp như thế này các bác ạ. Lâu, cây này nở hoa rất là lâu rồi, em chơi được 2 tháng nay rồi. Hoa nó nở được 2 tháng rồi. Rất là đẹp luôn, bền, vững bền đến bây giờ hoa nó vẫn đẹp các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Cái giò này em chia sẻ cho các bạn là 300.000 cho hình số 21 da báo nha. Da báo này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cây bé và 3 cây to như thế này. Chia sẻ cho các bạn là 300.000 cho hình số 21 nha. Da báo nha. Một cái giò da báo này. Mặt hoa này thì gửi cho các bác thì nó sẽ héo đi và các bác sẽ không được chơi hoa nữa. Các bác có khi các bác cũng thấy mặt hoa nhưng mà sẽ không được đẹp các bác. Đây em lên tiếp cho các bác một cái giỏ đẹp chưa. Cái giỏ này thì đẹp hơn cái giỏ đấy nhiều nhưng mà ít thân hơn. Cái giỏ này rất là đẹp luôn. Và những cân cây lá to này có 1, 2, 3, 4 cây thôi. 4 cây lá to này rất là đẹp luôn. Cái giỏ này cận báo nhá, em chia sẻ cho các bác là 350.000 cho cái giỏ này. Cái giỏ hình số 20 350.000 nhá cho cái giỏ này, rất là xanh và đẹp luôn. Đấy, có chưa nở hoa nhá các bác nhá. Cái ngồng này thì ngồng năm vừa rồi trên rừng nên không biết. Đấy, cái loại này thì nói chung là đột biến thì nó lại không chưa thấy đâu, em chưa thấy bao giờ nhá các bác nhá. Nhưng mà cái hàn này thì hoa rất là bền. Đấy, hoa rất là bền các bác chơi. Nếu là không tưới nước hoặc là các bác để chú khô mát mà các bác chỉ tưới vào gốc mà không tưới vào hoa thì có phải chơi lên 2 đến 3 tháng 3
2 đến 3 tháng nha các bác nha. Mặt hoa của nó rất là bền luôn. Đây, một cái giò như thế này em chia sẻ các bác là 350.000 cho hình số 20 nhá. Ra báo nhá. Đây em lên cho các bác một cái giò trồn này. Trồn đang ghép và đã thuần rồi. Và đặt chậu đây rồi. Các bác về chỉ cần chơi thôi và các bác có thể buột ít phân dê trên này nhá các bác nha. Cái giò này đây, cái độ thuần của nó này rất là đẹp luôn. Em chia sẻ cho các bác cái giò này là 350.000 cho cái giò này nhá, để các bác về chơi. Giá hương đôi chồn nhá. 350.000 cho hình giá hương đôi chồn, hình số 11 nhá. Hình số 11 giá hương đôi chồn. Đây em lên tiếp cho các bác một cái giò này rất là đẹp luôn. Cái giò như thế này đẹp chưa các bác? Giá hương đôi chồn và em cũng đã buột phân dê ở trên này rồi, các bác chỉ cần việt chăm thôi, mang về và chăm thôi các bác. Chăm vào năm sau các bác chứa hoa, vì dòng chồn này chưa thấy cái cây nào nở hoa các bác nha, chưa thấy cây nào nở hoa. Cái giò 12 rồi, hình số 12 350.000 nhá. 350.000 cho hình số 12 nhá. Rất là đẹp luôn như thế này. Chia sẻ cho các bác về chơi nhá. Giá hương đôi chồn nhá. Em chia sẻ tiếp cho các bác một cái giỏ đùi gà trắng rừng nha các bác nha. Đùi gà rừng này, đùi gà rừng trắng này rất là đẹp luôn. Đây mần gốc thì ra như gieo mạ luôn các bác ạ. Đây mần gốc của nó này, nhiều chưa, cực kỳ là nhiều luôn các bác ạ. Mần gốc của nó này rất là kinh khủng luôn. Sau này nó một dề to đùng rất là đẹp luôn. Và vẫn đan ra mần gốc nha các bác nha. Mần gốc đây dài thế này rồi, dưới này vẫn đan lên, đan lên mới nữa. Thật sự cái giò này rất là khỏe và ra rất là nhiều mần gốc luôn. Đấy, và em có ki đây nữa các bác ạ. Bát nào mà mua ki thì em chia sẻ ki cho các bác. Bát nào mà mua cả gốc này thì em sẽ bán gốc cho các bác nha. Em sẽ bán gốc cho các bác này. Đấy, cái giò này, một cái giò ki rất là nhiều. Đấy, để em chia sẻ cho các bác. Ki thì một ki là 50.000 nha các bác nha. Còn cái giỏ này em chia sẻ các bác là 750.000 cho hình số 18 nha. Bác nào mua gốc thì em chia sẻ cho các bác gốc. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ cái dòng đùi gà hoa trắng này cho các bác về chơi nha. Đây em lên cho các bác hai thân cáo rất là vip luôn. Và lá xếp, xếp dục mà rất là đẹp luôn, và lá ngắn cực kỳ luôn các bác ạ. Và lá của nó chỉ có được 15 sen thôi, rất là đẹp luôn, 15 đến 16 sen, rất là đẹp như thế này. Hai thân nhá các bác này, không phải một thân đâu, hai thân các bác ạ. Đấy, đây là một dề luôn, một dề hai thân đẹp như thế này, có một ngọn hoa tím đậm như thế này các bác nhá. Thể mua về chơi hoa. Nói chung là cái giò này thì năm đây mới là năm hoa đầu tiên các bác ạ, nên sổ số rất là cao luôn. Đấy, các bác mua về trúng số rất là cao luôn. Đấy, cái thân này hoa rất là tím luôn. Cái dòng này đây, và hai thân này rất là đẹp luôn. Một dề luôn các bác ạ. Quá là vít luôn. Hai thân cáo này rất là vít luôn. Cái dòng này em chia sẻ các bác là 900.000 cho hình số 6 nha, hình số 6. Quá là tuyệt vời cho cái hai cái thân cáo này, một dề cáo này mà có mỗi cái một ngọn hoa này thôi. Đấy. Ngọn hoa này thì các bác có thể mua về. Nói chung là dùng cáo lai châu này thì hoa rất là tím, và thường thường đều có những cây tím nha các bác nha. Những cây hoa tím này các bác mà mua được cái giò này về mà hoa tím thì các bác lại rất là lời luôn. Đây hoa nó rất là tím, mà hoa của nó rất là tím luôn. Nên là cái thân hoa nó tím nha các bác, mua về chơi xổ số nha. Đây là hai cái thân mà nở hoa đầu tiên luôn các bác. Cái giò này 900.000 cho hình số 6, giá hương đôi cáo lai châu nha. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho các bác về chơi xổ số. Đây em lên tiếp cho các bác một cái dòng cáo phơi nhánh này, thấy chưa? Hoa của nó này, hoa chi chít luôn. Mấy thân, có hai thân cáo thôi, có hai thân cáo mà ra có 6 ngọn hoa, mà hoa nó vằn rất là đẹp luôn như thế này các bác. Đấy, đây nhìn bên này đi là rất là nhiều, rất là nhiều ngọn hoa đấy các bác ạ. Cái thân này phân 3 nhánh này, thân này 2 nhánh này, rất là đẹp luôn. Đây có một ngọn hoa nữa này, hoa như thế này và nó nở hoa ra thì quá là tuyệt vời các bác ạ.
như thế này mà nở hoa rất là đẹp luôn. Cái giò này có hai thân to, hai thân này thì rất là to và bản lá xếp lá ngắn rất là đẹp luôn. Cái giò này em chia sẻ các bác là 2 triệu cho hình số 17 nha, 2 triệu cho hình số 17 rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho bác nào mà thiệu chí về chơi. Bây giờ thì các bác vẫn được chơi hoa, vài ngày nữa là các bác sẽ không được chơi hoa nữa vì cái giò này nó chuẩn bị chỗ bông rồi, bông nó to rồi các bác ạ. Đây có lối một cái lá này các bác ạ, thân này thì bị lối một cái lá này, chắc là lúc do di chuyển về xong rồi nó bị gáy các bác ạ. Nhưng mà vẫn rất là tươi, rất là đẹp luôn. Thân bên này thì rất là đẹp, thân bên này thì không phơi nhánh nhé. Giò này em chia sẻ các bác là 2 triệu cho hình số 17, giá gương đôi cáo nha các bác nha. Là hương đôi cáo Lai Châu này thì hoa nó thường rất là tím và tím hơn các dòng cáo khác nên rất là đẹp các bác ạ. Đây em chia sẻ cho các bác một cái dòng đặc sản Lai Châu nữa. Đây là một cái giá hương đôi chồn nha các bác nha. Một cái giỏ giá hương đôi chồn như thế này rất là đẹp luôn, quá tuyệt vời, toàn cây to và xếp dục như thế này. Cây này các bác chỉ cần nhìn cây trên này thôi đã rất là đẹp rồi, các bác còn nhìn dưới này nữa rất là đẹp luôn. Cây cái thân này rất là to này các bác này, và lá nó thì toàn mấy cái lá là không dụng lá mấy đâu nha các bác nha, nhưng còn rất là nhiều lá để các bác chơi này. Đấy, cái thân này thì nói chung là hết hoa rồi nên không có hoa nữa các bác, hết mùa hoa rồi, nó nở hết hoa rồi nha các bác nha. Giò này em chia sẻ cho các bác là 1.200.000 cho hình số 14 nha. Hình số 14 nha, giá hương đôi chồn rất là xếp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, đây cho các bác nhìn vó này, đẹp chưa các bác, quá là đẹp luôn. Nói chung là thấy trong video thì sẽ không được đẹp như ở ngoài thực các bác ạ, ngoài thực tế nó nhìn thì nó còn đẹp hơn trong video. Đây em có một cái giò đùi gà tráng nữa này, chia sẻ cho các bác này. Đây là một cái kỳ đùi gà tráng em ghép vào đã thuần rất là lâu rồi. Bác nào mà bảo đùi gà chán nó khó thuần ấy thì các bác cái giò này em thuần được rồi, các bác chỉ cần mua về và các bác chăm thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Và các bác vượt tí phân dê mặt này cho nó khỏe lên, cái thân này thì rất là đẹp, cái kỳ này rất là đẹp nha các bác nha. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn mấy mần gốc này rất là đẹp luôn này. Thân hoa của nó này hoa trắng nhá, trắng như tuyết luôn, trắng tinh luôn các bác ạ, mặt hoa nó trắng tinh luôn các bác. Cái giò này em chia sẻ cho các bác là 500.000 cho hình số 13, đùi gà hoa trắng nha. Đấy, đùi gà này thì hoa nó trắng tinh luôn nên là em cũng đã được thưởng thức mặt hoa tại vườn rồi nha các bác nha, nên là rất là đẹp luôn. Đây em chia sẻ cho các bác một cái giò tam bảo sát này, một cái trụ tam bảo sát này, giá hương tam bảo sát này, một cái trụ như thế này rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho các bác là 550.000 cho cái giò này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ, có thể mua về chiêm ngưỡng chơi. Cái thân này đấy, bản lá nó rất là ngán luôn, như quế luôn các bác ạ. Đây, như lá nhạn luôn ấy. Đấy, như lá nhạn luôn các bác ạ. Đây, thấy đẹp chưa, rất là đẹp luôn. Đấy, đây và những cây này rất là đẹp luôn. 1, 2 có 3, em thấy có 3 ngừng hoa. Cái giò này 550.000 cho hình số 9 nha, rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho các bác về chơi hoa, các bác chơi cái dòng này thật sự là rất là đẹp luôn đấy. Ở đây em chia sẻ tiếp cho các bác một cái trụ nữa, trụ này thì cây nó to như nhau luôn nên rất là đẹp. Năm sau nó ra hết tất cả ra hoa thì thật sự là nó quá đỉnh luôn các bác ạ. Cái giò như thế này, cây nó to như nhau thì nó không ra hoa, nó ra hoa một cái là nó sẽ ra cùng lúc các bác ạ. Sẽ ra cùng lúc và nó sẽ rất là đẹp luôn. Giò này em chia sẻ các bác là 550.000 cho hình số 20, có 1 2 2 ngồng hoa thôi. Nên là năm sau các bác sẽ được chơi nhiều hoa hơn. 2 ngồng, năm sau sẽ thành 20 ngồng để các bác chơi nhá. 550.000 cho hình số 20. Giá hương tam bảo sát. Một trụ như thế này rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho các bác về chơi.
đây em liên tiếp cho các bạn một cái dòng cáo Lai Châu nữa này. Đấy, đây là ba thân ba, đây là một dề cáo Lai Châu này, đây một dề ba thân này, như thế này rất là đẹp luôn, một dề ba thân nhá các bác nha, có hai ngồng hoa rất là tuyệt vời luôn, để các bác về chăm này, các bác chỉ cần về bón phân dê và chăm cái cây này thôi rất là đẹp luôn rồi. Cái giò này để cho các bác là 400.000 cho hình số 20, à cho hình số B2 nhá, B2 nhầm, B2 nhá các bác nhá, B2 rất là đẹp luôn, ba cây như thế này mà lại có hoa nó rất là đẹp, nên các bác có thể về chăm luôn, các bác chỉ về chăm thôi rất là đẹp luôn các bác ạ. Giò này em chia sẻ các bác là 400.000 nhá cho hình số B2, dáng hương đôi cáo nhá. Đây, em chia sẻ cho các bác một dòng quế này. Quế này hoa rất là thơm, như dáng hương ta bảo sát luôn, và hoa rất là thơm các bác ạ. Hoa rất là thơm luôn. Cái dòng quế này em chia sẻ cái giò quế này các bác là 180.000 cho hình số 4, để các bác về chiêm ngưỡng dòng quế này nhá. Quế này hoa rất là thơm các bác ạ. Hoa thì thật sự là rất là thơm luôn. Đây em lên cho các bác này một cái giò đen rô này, đây giò hoa vàng này. Nói chung cái giò này thì có ki thôi, còn mình gốc thì em không thấy lên, mình gốc thì em chưa thấy lên. Còn đây toàn là những thân tơ, để về đến mùa là nó sẽ nở hoa nhá các bác nha. Đấy, đang ra rễ và chuẩn bị lên mình gốc. Cái giò này em chia sẻ các bác là 350.000 cho hình số 1, các bác về chiêm ngưỡng chơi cái dòng đen rô này nhá. Đen rô hoa trắng nha các bác nha. Cái dòng này đen rô hoa trắng nha, nên rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho các bác này. Loại này thì nó trắng như đùi gà hoa trắng nữa các bác ạ. Hai loại này nó nở hoa là nó đẹp như nhau luôn. Đây em lên tiếp cho các bác này cái giò đùi gà bá trầu này. Bá trầu này chia sẻ cho các bác là 550.000 nha. Nói chung cái dòng này thì vườn em là còn rất là ít thôi, còn mấy giò để chia sẻ cho các bác về làm giống chơi. Cái dòng này đùi gà bá trầu này nói chung là rất là hiếm luôn các bác ạ. Nên là vườn em là có mấy năm vừa rồi có mấy trăm chậu nhưng mà bán hết rồi, nên bây giờ còn mấy chậu này thôi, chia sẻ cho các bác về, chia sẻ nốt cho các bác về chơi nhá. Cái giò đùi gà bá trầu này 500.000 cho hình số 14 nha, rất là đẹp luôn, chia sẻ cho các bác về chơi. Và em cũng xin kết thúc video rồi đây. Và em xin chào tất cả các bác yêu lan nha.